Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên cùng các tin tức thời sự cập nhật. Chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên cuối năm 2023, sáng nay đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Cử tri thành phố Hưng Yên đề cập một số vấn đề như hiện nay có một số tàu hút cát thường xuyên hoạt động trên tuyến sông Hồng đoạn qua thôn Kể Châu 1, xã Phú Cường. Nhân dân lo lắng hoạt động hút cát sẽ gây nguy cơ sạt lở tuyến kè đá bờ sông. Đề nghị tỉnh, thành phố xem xét sớm hoàn thiện tuyến đường khu dân cư Nam Tiến, phường Hồng Châu đã thi công dang dở 10 năm nay để tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của nhân dân. Thay mặt các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản đã lên tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri liên quan đến việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định đây là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ nhằm tạo không gian phát triển kinh tế xã hội cho các đơn vị hành chính. Tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện một cách thận trọng và sẽ lấy ý kiến nhân dân ở từng địa phương liên quan. Hiện nay, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đang đẩy mạnh việc kiểm đếm các diện tích đất thổ cư, tài sản trên đất để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Theo đó, huyện Văn Lâm đã ban hành thông báo thu hồi đất ở đối với 195 hộ với diện tích hơn 4 ha nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho đường vành đai 4. Đã tiến hành kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất được 95 hộ. Trong quá trình thực hiện, các tổ công tác thường xuyên kiên trì tích cực tuyên truyền vận động giải thích cho nhân dân các cơ sở pháp lý về việc hướng tuyến đi vào khu dân cư, những cơ chế chính sách về tái định cư, quy trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Qua nắm bắt tình hình dư luận, cơ bản, nhiều hộ dân đồng thuận, phối hợp thực hiện công tác kiểm đếm vì đây là bước quan trọng làm cơ sở cho việc lên phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cụ thể cho từng hộ. Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 9 tháng 11 năm 2023 đạt xấp xỉ 2.007 đồng mỗi kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, và mức điều chỉnh này tương đương với mức tăng 4,5%. Đáng chú ý, giá bán lẻ điện mới đối với điện sản xuất tăng cao nhất là cấp điện áp 6 kV giờ cao điểm, tăng trên 250 đồng so với trước đây. Điện sinh hoạt được chia làm 2 nhóm và được chia làm 6 bậc. Với hộ nghèo, gia đình chính sách tiếp tục được hỗ trợ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, hộ nghèo được hỗ trợ 30 kWh một hộ một tháng. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng không quá 50 kWh một tháng thì được hỗ trợ 30 kWh một hộ một tháng. Tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Nguyễn Danh Sơn, Giám đốc Công ty Mua bán Điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây là diễn biến tiếp theo khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Nguyễn Danh Sơn. Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Dương, sinh năm 1991, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thành Bưởi, để điều tra về tội điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Lê Dương là con trai của ông Lê Đức Thành, sinh năm 1956, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 30 tháng 9, Lê Dương là người đã ký lệnh điều động Hoàng Văn Tính điều khiển xe khách thực hiện hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, Tính đã bị công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8. Xe khách do Tính điều khiển đã gây tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng, làm 5 người chết và 3 người bị thương. Tính sau đó đã bị bắt tạm giam. 3 cá thể chuột túi vừa được phát hiện tại xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng. Đây được xem là một sự việc hy hữu bởi trước đó chưa từng ghi nhận trường hợp loài động vật này xuất hiện trên địa bàn. Sau khi phát hiện 3 con chuột túi trên địa bàn xã Đức Long, Cao Bằng, lực lượng chức năng phải huy động tới 10 người cùng với lưới quây mới có thể vây bắt được. 3 cá thể chuột túi sau đó được chuyển giao cho hạt kiểm lâm huyện Thạch An làm hồ sơ gửi 3 con vật này tới Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai. 3 con chuột túi có trọng lượng từ 8 đến 10 kg. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Long, đây là trường hợp đầu tiên phát hiện chuột túi trên địa bàn. Loài vật này có thể là chuột wallaby
hay còn gọi là kangaroo mini, hiện được nhiều người Việt Nam nhập về nuôi làm cảnh. Những ngày tháng 11, cao nguyên Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La không chỉ hấp dẫn với những đồng cỏ, đồi chè xanh bạt ngàn mà còn ngập trong sắc vàng của những vườn hồng sai chữ quả. Vẻ đẹp của những vườn hồng trên cao nguyên vào độ chín đã thu hút rất đông khách du lịch đến chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Trên các cung đường từ trung tâm huyện vào các khu dân cư, đặc biệt là dọc tuyến đường từ thị trấn Nông Trường và xã Tân Lập, du khách sẽ bắt gặp nhiều khu vườn với những cây hồng không lá nhưng lại sai chữ quả, nổi bật để hấp dẫn giữa nền trời trong xanh của cao nguyên. Hồng chín từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm. Hiện nay ở Mộc Châu có nhiều địa điểm trồng hồng phục vụ du khách tham quan chụp ảnh như vườn hồng tại tiểu khu Bản Ôn, tiểu khu Mía Đường, Bắc Khen, thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Giá vé vào các vườn hồng dao động từ 10.000 đến 30.000 đồng một người. Tiếp tục với chùm tin quốc tế. Tòa án tối cao Malaysia vừa kết án cựu Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia 7 năm tù và 2 roi vì tội biệt thủ công quỹ. Ông này từng là bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia, được bổ nhiệm khi mới 25 tuổi. Theo đó, ông Syed Saddiq, năm nay 30 tuổi, bị buộc tội tiếp tay cho một cựu quan chức, chiếm đoạt 1 triệu ringgit tiền quỹ dành cho nhóm thanh niên Amada của đảng Besatu. Hành vi phạm tội được cho là xảy ra vào tháng 3 năm 2020, khi Besatu còn nắm quyền. Syed Saddiq trước đây là người đứng đầu nhóm thanh niên Amada, nhưng đã rời đảng Besatu để thành lập đảng của riêng mình, Muda, vào năm 2020. Các cáo buộc khác của Saddiq là tiếp tay cho tội phạm chiếm đoạt tài sản, vi phạm lòng tin và rửa tiền. Cựu bộ trưởng phủ nhận việc làm sai trái. Syed Saddiq là bộ trưởng trẻ nhất Malaysia từ trước đến nay, được Thủ tướng Mahathir Mohamad bổ nhiệm làm bộ trưởng vào năm 2018, khi chỉ mới 25 tuổi. Tập đoàn chế tạo máy bay UAC của Nga ngày 9 tháng 11 thông báo đã thử nghiệm thành công máy bay chở khách thân rộng mới có thể thay thế máy bay phương Tây trên bầu trời của nước này. UAC cho biết nguyên mẫu máy bay đường dài IL-96-400M đã cất cánh lần đầu tiên trong chuyến bay kéo dài 26 phút, đạt độ cao 2.000m và tốc độ 390 km/h. UAC khẳng định máy bay có khả năng chở tới 370 hành khách, tương đương với các loại máy bay như A340 của Airbus hoặc 777 của Boeing. Theo UAC, mẫu máy bay mới đánh dấu bước tiến so với mẫu máy bay IL-96-300 trước đó từng bị dừng sản xuất do không thể cạnh tranh với các mẫu máy bay lớn của phương Tây. Cũng theo UAC, máy bay IL-96-400M có thể cấu hình cho 3 dạng hành khách và sẽ được lắp đặt hệ thống thông tin giải trí hiện đại, cung cấp Internet, truyền hình, liên lạc vệ tinh. Bộ Giao thông Nga cho biết độ an toàn trên máy bay do Nga vận hành đáp ứng các... Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.